Xin chào mọi người. Hôm nay cùng Thi đi tham quan quán trà sữa hot nhất tại Sài Gòn nha. Ở đây là Nguyễn Di Dương, phường 9, quận 5 nha mọi người. Đặc biệt quán ở đây bán tới 2 giờ khuya luôn nha. Đó, thấy được không? Tầm 40 ngàn nha. Giờ trăng trâu đường mẹ bỏ vô bỏ lên đưa này lên đưa dụng cụ lên nè pha trà uống anh hả à, phải rang trước hả bỏ trà vô trước đi cho ra trước tiên trà chăm mình uống lạnh thì xin ta đó rang lên nhìn nè không bán ra giờ sao để đi vô luôn để đi vô luôn hai sáng nữa hả? Dạ. Giờ luôn. Ngày tát tạo. Đừng phèn chắc bỏ sao đi. Bỏ sao bỏ sao. Sửa xong mình để kịp. Thấy chưa? Bạn làm vậy đó. Nó thơm lên trước không vậy? Đúng rồi. Anh nó quậy quậy thôi là nó thơm lên. Cái này nó kia bông bông hoa hồng. Đó, đi uống trà nè. Có ăn giò nữa nè. Sao Miu, trời ơi, mẹ con đi đâu vậy? Miu ơi Miu, hồi đẻ giờ mới gặp luôn á. Ôi ôi. Nhà ba cái cầm điện thoại cho hoài. Đó, gan. Gan nào khác thôi nha. Sao dễ phải không? Hôm tôi tới rồi. Anh à đi toilet. Đó, xong giờ xong này phải không? Lấy sữa vô nha. Giờ coi trên TikTok á. Tốt ra giờ đó nha mọi người. Qua đây nè. Là tụi công an phường ăn 3 triệu. 3 triệu. Không. Tổ trưởng nhà em về. 3 triệu phí không? Nhà em 3 triệu. Tao biết á. Lấy 3 triệu rồi kêu công an. Xong nè thấy không đó. Công an tôi dùng cũ. Công an tôi dùng cũ đi rồi. Mà cho số thằng cũ. Thằng cũ nó lấy 3 triệu xong rồi. Thưởng thức đi đại ca. Làm lơ. Thưởng thức đại ca coi chừng dính quần nha đại ca. Nóng quá chờ chút đi. Nghe mùi thơm.